gọi là lấy từ bi xóa bỏ hận thù. Mình không có tính những người làm ác, mình không có tính sổ những người làm ác, tại cái nguồn máy nó đã ác rồi. Bây giờ tất cả các đệ tử có hiểu được một cái hàm nước đục thì những con cá trong đó nó phải tự nó tranh đấu nhau để nó sống, chứ còn thả cái con cá nó ở nước trong, nó đâu có đi cắn lẫn nhau đâu. Sau này nước Việt là một nước trong sạch, một tiếng nói tự do, và những người thông minh lỗi lạc có ăn học ở những trường đại học của Mỹ về để mà nắm chính quyền, để mà đưa ra những cái đường lối chính sách mới, không còn tham nhũng nữa, quan trọng là không có tham nhũng, thì nước Việt đâu có phải như nước Việt ngày hôm nay. Lúc đó cả thế giới phải sắp hàng, Di Mạch nó phải sắp hàng để mà nó xin vô để mà đầu tư. Trung Cộng không còn cơ hội nữa. Bữa nay nói chuyện đời nhiều quá hả? Không có nói chuyện đạo. Đạo cũng nhiều rồi. Nhưng mà cái đầu của con già rồi, con đâu có hiểu chuyện đời nhiều đâu. Nhưng mà lâu lâu mấy cái này nè về nghe lại. Ở trên thế giới chỉ cần nhiều lúc mình nói cái này chung chung tràn gian đại hải 2-3 tiếng, chỉ cần một câu nói của chuyện này thôi mà người mà hiểu được cũng có thể thay đổi đời sống của họ. Có những người không có chịu nhẫn nại mà nghe hết câu chuyện mà cứ chụp vào cái hình tứ. Chuyện này chưa từng được huấn luyện và truyền thông, cũng chưa từng có phải là nhà sứ công viên hay là những nhà chính trị lỗi lạc. Chuyện này nói bằng điển thanh, nói bằng lời chân thật. Con của ông trời qua Mỹ không biết tiếng Việt, lớp 4, 75 vô chuyện này làm ruộng ở Mỹ Lâm á, ngày ban ngày chưa nắng, chang chang đen như miên, ở trần không có cái áo mặc nữa, rồi vừa nắng xong rồi mưa, cho nên lúc nào cũng làm ruộng, gặt lúa, trồng cây hay là cấy mạ vậy thì biết hết. Lúc 10 tuổi, 8-9 tuổi ngủ dơi dơi giữa ngoài chòi ngoài đồng, có gì ăn đó. Rồi khi qua Mỹ cũng vậy, không có thân nhân thì cũng sống bờ sống bụi, ngủ ngoài xe. Cho nên những cái lời này lời thật, không có được dạy dỗ một cách professional, gọi là một cách gọi là như những nhà truyền thông của người ta, phải không? Rồi ăn học cũng chẳng bao nhiêu tiếng Việt, nhưng mà học Mỹ thì dĩ nhiên rồi, lớp từ lớp 9 hết đại học rồi làm kỹ sư rồi mở hãng thì là phần Mỹ thôi. Mình đang nói về phần tiếng Việt, tại hiện giờ mình đang nói tiếng Việt, mình đang nhờ phần tiếng Việt lớp 4. Nhưng mà trời cũng thương, từ năm lớp 9 tới năm lớp 12 học ở trường YB gần đây nè, rồi nó có cây xăng ở đường số 4, đường Quy Lâm á, là hiện bây giờ là ngay chợ Đà Lạt đây, mà nó ngay trường San Jacek hiện giờ, thì nó đi khoảng 7-8 phút là tới đó, thì đúng 2:45 thì Kiệt cũng phải ra đó bán cây xăng. Bán cây xăng ở trong cái nhà lồng kiến đó, bấm bấm thôi, thì làm bài gì chừng tiếng hồi là xong. Thì nguyên một buổi làm là 8-10 tiếng, thì nó rảnh dữ lắm, ban đêm vắng người không ai đổ xăng thì ế lắm. Mà ngày nào cũng điện thoại vòng vòng thì bạn bè nó tới thăm, thì ghé cây xăng nó thăm. Nhưng mà cũng có những lúc khuya 10 giờ trở lên tụi nó đi ngủ, thì mình cũng đâu làm gì. Hồi thời đó ở library, tức là thư viện của San Jose, sách tiếng Việt nhiều lắm, ở đường Santa Claus á, ngay cái chỗ mà gần Convention Center bây giờ, ở trong đó có khoảng 1.000 cuốn sách đủ hết, từ là chuyện Quỳnh Giao nghe, xưa phải đọc Quỳnh Giao tại lúc thời yêu đương, Hải Âu Phi Sứ đọc hết nè nghe, rồi sao tới đọc luôn chuyện Việt Nam nữa nghe, chú Tư Cầu nữa nghe, rồi tới tiêu chị Nhân Anh, tại trò chuyện Nhân Anh là giống hoàn cảnh của mình nghe, rồi Dế Mèn đồ, coi như 1.000 cuốn sách ở trong cái thư viện đó. Rồi chuyện Kim Dung nữa, Thần Điêu Đại Hiệp, rồi Sở Hán Tranh Hùng, rồi Binh Thư Tôn Tẩn, trời ơi, đến đọc Binh Thư Tôn Tẩn đã, tại vì mưu kế phải không, rồi Tam Quốc Chí, chứ là thời đó chưa ra phim mà chuyện này đọc sách hết, cả 1.000 cuốn sách trong thư viện đọc muốn hết luôn.
Tại vì nó 4 năm trời mà ngồi rất là buồn, mà không đọc sách thì chịu đâu có nổi. Mà nhờ đọc sách cho nên nó mới có một chút kiến thức tiếng Việt. Mà được cái thời đó không có sách của Hồ Chí Minh, có chắc cũng đọc luôn á. Nhưng mà có cuốn sách Đại học máu của một cái bác mà đi ở tù. Cho nên rồi bốn tướng Đà Lạt, Nguyễn Văn Hai, Trần Nhân Đôn, Đỗ Văn Mậu, rồi tướng Nguyễn Khánh, tức là những cái thời đại triều nhà Nguyễn kiệt này đọc hết. Chính chúa 13 đời vua. Cho nên bây giờ nói cái gì về Việt Nam chuyện này cũng đều biết, là nhờ 4 năm học trung học. Rảnh mà, rảnh rỗi thanh nông nổi gì đó. Nhưng mà mình đâu có biết, bề trên đã sắp xếp có một ngày thì sẽ ra độ chúng sanh phải dùng tiếng Việt. Chứ hồi xưa đi học đại học ở nói cái accent bằng tiếng Mỹ ấy, là không có giống như bây giờ, rất là chuẩn. Còn việc này khi mà làm chủ hãng năm 1993 cho tới ngày hôm nay, ai ở Mỹ lập hãng, lập công ty mới hiểu. Lúc nào nhân viên Mỹ nó cũng thưa mình á, nó có bầu nó nghỉ nó cũng thưa, rồi nó té nó cũng thưa, đau lưng cũng thưa, đi ra tòa ăn còn nhiều hơn là quý vị ăn cơm á. Rồi mình mướn luật sư của mình thì luật sư của mình nó chơi xấu, nó giả bộ nó không có muốn cái khê này mình thắng, và nó muốn kéo dài để mình ăn tiền. Giữa trước tòa việc nói tiếng Mỹ, việc fire đuổi mấy luật sư luôn, cãi lộn với ông tòa luôn, cãi đến nỗi thắng luôn á. Cho nên việc này là vừa luật sư luôn nữa. Cho nên mấy thằng nó có ba tập đoàn luật sư sau lưng, làm chủ cái đuối này cũng vậy nè, cũng rất là khó. Cho nên Kiệt nói chuyện thẳng với ông tòa luôn, không có mướn luật sư luôn. Even today, bây giờ cũng vậy nè. Hãng lúc nào nó cũng sẽ có chuyện. Ở đây làm chủ hãng giống như mình đưa cái mặt mình ngoài đường á, thì chúng nó đá, chúng nó trội cà chua. Cho nên thấy cái mặt vậy không phải dễ ăn hiếp đâu. Mà muốn ăn hiếp thì cứ cái gì ăn. Chỉ có đại tử mình mới ăn hiếp mình được. Ngoài ra người ngoài đừng có hòng ai ăn hiếp Kiệt được. Vì mình thương, coi như con trong nhà, thì mình để cho đại tử mình ăn hiếp. Chứ người ngoài dễ dàng hiếp Kiệt được. Nên nhớ một điều Kiệt chấp luôn. Chứ những người mình thương thì mình nhịn, thì để cho họ cứ lấn lướt. Chứ còn những cái đối thủ gặp Kiệt là xong. Còn bữa đi qua Trump gặp những nhà chính trị gia, có cái bà mặc áo xanh, bà sắp làm phó tổng thống, thì rất là thích. Thì nó theo qua thì giao duyên. Mấy con có tưởng tượng sau này những người đó lên làm tổng thống mà hôm nay làm bạn cho phụ, mấy con nghĩ như thế nào? Trong đó toàn là thượng nghị viện, với toàn là quốc hội Mỹ không? Những người giàu có không? Là bây giờ là bạn cho phụ muốn hết. Mà trong những người đó, trong thế hệ tương lai, cả con gái con Trump vang cả bởi nó cũng đứng cười cười nữa, thì nó đã biết được cái mặt rồi. Sau này nó làm tổng thống thì mình nghĩ như thế nào? Cái sự quan hệ nó gần hơn nữa, đúng không? Cho nên những cuộc đi này không phải là đi chơi nha mấy đứa. Còn những đứa mà đại tử mình đi theo á, là ủng hộ tinh thần cho phụ với lo sức khỏe cho phụ, chứ đâu phải là đi chơi hết đâu. Bây giờ từ nay cho những ngày kế tiếp cho tới lúc mà bước chân lên nước Việt là lo cho thiên Việt, là cho phần đời. Lo phần đời là gì? Phải ăn mặc như kiểu đời đó. Mang kiến đen rồi vô không? Cho nó ngầu không? Mà đeo kiến đen vô á, mà mấy đệ tử này bỏ lên Facebook á, thì gặp mấy đệ tử lớn tuổi này á, thì nói trời ơi giáo chủ gì kỳ vậy? Đeo kiến đen ngày xưa chúa xu đâu có đeo kiến đâu. Nắng thì cứ cho nắng thôi. Nhưng mà bây giờ mình phải thích ứng với thời đại không? Bữa đi cái vườn trái cây của bà chị mình là bà chị Hồng á. Bữa nay có clip mấy đứa quay đó. Mới không ngờ người Việt mình ở hải ngoại rất là thành công. Tạo ra một cái vườn trái cây của miền Tây ngay trên đất nước Mỹ. Đó là Florida. Trồng được trái ổi nè, trái vú sữa nè, chôm chôm nữa nè, nhãn nữa nè, xoài nữa nè, đu đủ nữa. Không có trái gì mà ở Mỹ mình không trồng được hết. Thì
Sau này ai mà có đi du lịch về Florida đó thì nên ghé những cái vườn trái cây. Nó cũng như Hawaii vậy đó, nhưng mà ở đây mình dễ đi hơn. Từ ở Cali mà bay thẳng qua Florida là 6 tiếng phải không ta? Khoảng 6 tiếng đi máy bay thẳng. Là mình có một nước Việt Nam ở bên bờ Thái Bình Dương rồi. Còn mà nước Việt Nam mà bên Sài Gòn á là mình đi mười mấy tiếng. Nên mấy đứa cũng nên đi Florida một chuyến để mà hiểu. Mà bên đó nó nóng, nóng mà nó ẩm ẩm như nước bên khí hậu của Việt Nam. Thì lúc đó bữa đó Hồ mặc áo rất là mỏng, áo tay ngắn, nhìn thấy cũng giống như dân chơi vậy đó, giống như giáo chủ không. Thì một số đệ tử lớn tuổi người ta thất vọng chấp tướng, cái đó là do các đệ tử chấp. Ngày xưa Phật Chúa hay những vị xuống trần cũng đều là bình dân thôi, Bồ Tát trong tâm chứ không phải bề ngoài. Bề ngoài chúng ta phải là thích ứng hợp thời hợp cảnh thì mình mới độ được. Một số đệ tử già thấy cái hình ảnh mang kiến đen rồi giống như trôi trôi thì sư phụ độ không được, nhưng mà ngược lại sư phụ có thể độ được Đàm Vĩnh Hưng á, mấy cái showbiz, mấy cái thằng giống như Cường Đô La đó, trời anh Kiệt ngon quá thì biết đâu mấy cái đứa trẻ nó thích vậy. Mà mấy đứa trẻ thì một đứa thích thì có nhiều đứa thích, cho nên khi mà cái bề ngoài gọi là bề ngoài mà của sắc phàm á, của thiên tử á, kiểu nào cũng vậy, kiểu nào cũng độ được của cái tầng lớp đó. Tóm lại, nếu đã thương thì thương cho trót, còn nếu đã ghét thì cái bòn bòn nó cũng méo á, không có hiểu không. Còn nếu mà soi xỉa mà xuyên tạc thì cái gì cũng soi xỉa xuyên tạc được, không phải lỗi của thiên tử, không phải lỗi của con trời, không phải lỗi của giáo chủ, mà lỗi của tâm các đệ tử, các con đó, có vấn đề bị chấp đó, phải tự coi lại. Đó là câu giải thích bữa nay vậy. Ok, ngoài xa ai hỏi gì không? Dạ, thưa hỏi đệ tử, sư phụ. Hỏi gì? Sư phụ đệ tử muốn hỏi là sư phụ tiết lộ là sư phụ là vua ở Việt Nam đời nhà Nguyễn ấy, thì còn hai vị vua nữa là ai mà sư phụ không có tiết lộ? Sư phụ tiết lộ được không? Mấy vị chưa cho tiết lộ, tại vì Trung Cộng á, nó thư ém giỏi lắm, nó có thể lấy được cái xác cũ sư phụ để mà nó làm tầm bậy tầm bạ, nhưng mà nó hoa là không có được, chỉ cẩn thận chút thôi, tại nó đi theo cái DNA của nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng phải nhớ một điều, trong mắt sư phụ, trong tất cả những nhà lãnh đạo, cả Nguyễn Phú Trọng luôn, cả Bác Trọng luôn, nói cái này thì ngã mạng, cả Tô Lâm, cả tất cả luôn, từ Bộ Chính trị cho tới một cái công an đứng ở ngoài đường, trong mắt sư phụ đều là con của sư phụ hết. Nước Việt là nước của sư phụ lập ra, nên nhớ hôm nay sư phụ lại để chỉnh đốn lại con cháu nó hư thôi. Cho nên tại sao á, ở trong cái bài mà đố ai biết được thánh phàm từ năm 1929 á, đố ai biết được thánh phàm là đó là bằng cái nào mấy con được đọc thử, thì trong đó có nói là được giỡn đùa đủ, cợt đùa đủ hạn, đủ hạn vuốt râu của rồng á, là đây, cợt đùa đủ hạn vuốt râu của rồng, thì trong mắt sư phụ là như vậy. Còn những cái họ vô minh, họ không có nghiên cứu, họ không có hiểu về tâm linh, họ chỉ tham tiền. Khi họ tham tiền rồi cái tâm của họ u mê, họ u mê thì làm sao họ biết sư phụ lại. Cũng giống như con, có một đứa con á, nó ham chơi rồi nó ham nhảy đầm, ham xài thuốc á phiện, thuốc lắc, nó đâu có biết những cái lời cha mẹ nó đau khổ ban đêm rồi khuyên nó thành một đứa con ngoan hiền ở nhà với mẹ đâu, nó đâu có biết. Thì cái đám con đảng này cũng vậy đó, trong mắt sư phụ là vậy thôi. Cho nên sớm hay muộn sư phụ thương họ là vì họ vô minh. Có cách là sau này phải làm sao
mà cho dân á, đừng có đi gõ cửa nhà từ ông á, để mà xẻ ra để làm khô này, không phải là khô bò nghe, khô người á, nó thù nhau á, còn hơn là người hải ngoại thù nữa. Tại vì cái lòng của cái lớp của bệnh nó không có từ bi, nó nghĩ là nó làm. Ở hải ngoại mình cũng thù trước 75, phụ đi giao du với khắp tất cả mấy bác ở trên nước Mỹ. Họ mấy bác còn thù không? Hồi xưa còn thù, nhưng mà sau khi nghe Kiệt nói trên mạng nhiều, hết thù rồi. Những bác Hồ nói với Kiệt như vậy, thì Kiệt đã thuyết phục được rất là những tầng lớp mấy bác Hồ mà ở tù cực khổ, ở trại Nam Hà hay trại Đầm Bùng gì đó, thì mấy bác bây giờ không còn thù nữa. Nhưng mà ngược lại, Đảng Cộng sản thù Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản con thù Đảng Cộng sản con đang tại gì? Có nghĩa là tụi nó đó là không có được huấn luyện bởi nhân lễ nghĩa chí tính, cho nên tụi nó tâm rất là dữ, chỉ sợ một ngày mà thay đổi á, là không biết bao nhiêu mạng người sẽ nằm xuống. Thì cái đó là mình hôm nay mình phải suy nghĩ, để khi mà quốc gia có đại sự ngày đó nó sẽ xảy ra rất là gần. Người tính không bằng trời tính. Đảng Cộng sản bây giờ, cả Tô Lâm hay những nhà chính trị trong đó, họ tính cả trăm ngàn mưu kế để họ giữ đảng, họ giữ quyền lực. Họ cũng giống như một người tuột vách đá, mà níu được cái gì hay cái đó, níu được cái cành cây khô. Dầu có níu được cành cây khô, rồi một hồi cũng phải mỏi sức thôi à. Gần hồi cũng thiếu nước, rồi trời nắng nữa, chưa tính là gặp mưa gió bão tới. Bông phấn rồi họ cũng sẽ rớt xuống, nhưng mà họ níu được họ cứ níu, họ kéo được cái gì họ cứ kéo. Họ chỉ dùng cái hung dữ để mà họ che đậy cái sự sợ hãi bên trong của họ. Dân chúng dùng cái sự vui đùa khi mà mấy ổng triệt nhau, phe này hại phe kia, đốt củi phe nọ, để mà dân chúng làm hả hơi trong lòng, ra mặt thì không ra. Cái bộ máy mà đi thanh trừng tham nhũng, gọi là đốt cò, đốt lò, đốt củi của bác Trọng á, tới ngày hôm nay tự mình đốt lẫn nhau, có thấy là giống như một cái show diễn, tự nhiên cái giả thôi, giả tạm á, tự nhiên nguyên cái màn bức màn á sụp, kéo xuống, rớt xuống vậy đó. Thấy tức cười không? Những bác Tô Lâm là người đổ củi vô, thưởng với Dương Đình Huệ đại khái đều là phe chánh đúng không? Bữa giờ đốt củi cả mấy năm nay ấy, đốt cả đống người rồi, đốt Đinh La Thăng rồi, đốt người này người kia, nhưng mà bây giờ tự mình đốt mình, có phải là trò cười không? Bộ dân tộc Việt Nam 100 triệu người, đứa con nít ngu quá, hôm nay nó cũng ngồi, nó cộng lại bài toán, nó cười hả họng nữa. Thí dụ như cha gạt con thì còn được, cái này gạt cả 100 triệu dân tộc. Bộ người ta ngu, người ta không biết ngồi, người ta tính. Cái bức màn đốt củi bây giờ lọt tuẹt ra. Một cái xã hội đến thời thận thế nó như vậy đó. Bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nghe lời không tin đó. Từ đại quý công an hay là trung quý công an hay là đại quý mà trong cái binh lực nào trong cái quân đội đi, họ chỉ vì lãnh lương để nuôi vợ con thôi. Ngoài ra họ không còn hiểu cái gì gọi là quân đội hay công an hết. Họ chỉ mong cái chế độ này sụp đổ để họ được đi về thôi. Họ chỉ mong vợ con của họ được có cuộc sống thôi. Một cái quốc gia, một quân đội chỉ dựa vào một cái chức vụ, một đó để mà có nguồn sống. Một cái thằng công an, đại tá, đại quý cũng dựa vào chức vụ để có nguồn sống. Thì cái đó đâu còn là quốc gia nữa. Họ chỉ mong cái chế độ này sụp đổ, còn hơn là những người hải ngoại, còn hơn là 6 triệu chim hiền mong nữa đó. 98% ở trên nói là nước Việt muốn thay đổi một cái thể chế mới. 30% là đeo dấu thiên tâm, thương Kiệt. 20%
là thương kiệt 50% lửng lửng, không biết là thật hay giả, ông này thật giả, tức là phân nửa nước Việt là thương kiệt rồi. 20% còn lại thì vô tư, chỉ có 10% là cái đám mà gọi là giàu có, cái đám gọi là cha con ông cháu cha mà bán cho Trung Cộng á, bán nước cho Trung Cộng á, thì nó không ưa. Cũng có phần không ưa nha, mình không có nói là hết nước Việt ủng hộ mình, nhưng mà thực tế là nó là như vậy. Mà thực tế cả cái 10% còn lại chống đối kiệt á, nó cũng là muốn thay đổi chế độ nữa, nó cũng muốn là nước Việt có một lãnh đạo mới thông minh sáng suốt hơn. Chứ còn nguyên một cái đám này là dốt á, đi thụt lùi 49 năm, 49 năm thụt lùi. Nước Việt mà muốn tiến bộ thì nước Việt phải trở về thời năm 75 trở lại, tức là cái sự học vấn là phải nâng cấp lên, rồi từ đó quốc tế từ từ người ta mới thừa nhận. Còn bây giờ nước Việt mình sụp lùi, bây giờ cả cái thằng Miên đó, nó đào cái kênh Phù Nam nghe, là nó chặn hết cái dòng nước, là nó giết lục tỉnh miền Tây, không lúa gạo mà đó là tài nguyên lớn của nước Việt. Xưa giờ nước Việt mình nhờ miền Tây làm lúa gạo, Trung Cộng nó mưu mô, nó làm cho cái nước mình nghèo đói kiệt quệ, cũng giống như kiểu Tây Tạng hay là Di Ngô Nhĩ vậy. Để mà nó thông tính nước mình thì nó làm đủ trò hết để cho mình dựa vào nó, để mà nó qua nó đồng quán nước mình, thì nó mới xuống thằng Miên. Thằng Miên cũng giống như là cánh tay đao phủ của nó để chém mình vậy đó. Một nguyên thủ quốc gia bây giờ vậy mà lên tuyên bố, bữa có mấy đứa để clip á, cái con nhỏ mà xứng ông Duyên Việt Nam tên là gì vậy? Nhỏ mà méo méo á, Hằng gì, Hằng nghĩa, Nguyễn Thanh Hằng vậy đó. Nó tuyên bố là cái kênh Phù Nam đó là làm đúng á, là chuyện của người ta. Chứ đời này mình không binh nước mình mà còn đi tuyên bố là thằng Miên làm chuyện đúng nữa, con nghĩ thấy bị sốc không? Tức là nó ăn tiền của Trung Cộng để mà nó lên đài nó nói gì để trấn an dân tộc mình, mà trong khi cái chuyện đó là chuyện không có đúng, làm cháy thiên nhiên đó là không đúng rồi. Nhưng mà ý mình đang nói cái chỗ này là chính phủ Việt Nam không có chặn lại, không có lên án, mà lại còn đi ủng hộ nữa, thì con nghĩ nó ngu đâu nào. Con nghĩ chính phủ Việt Nam nguyên cái bộ máy nó ngu cỡ nào. Nó giết nguyên cái lúa gạo mà đời đời mình sẽ không còn làm lúa gạo nữa, mà dân mình khổ nữa, mà chính phủ lại đồng ý. Nó có cái bữa nó lên nó tuyên bố á, nó là chuyện nước của ta mà nó can thiệp được, nó chỉ nói vậy thôi. Những cái người này là tội đồ của dân tộc á. Chính phủ không phải là người hung dữ đâu, trên trời xuống rồi đã là Phật rồi, Phật con rồi, là người từ bi lắm. Mà những xuống đây mang thân phàm thấy chuyện rất là không đúng, không nói cũng được, mà nói thì nói mình sân si, anh tu mình cứ lo tu đi, lo chuyện của tôi, nước Việt là nước của tôi, anh ở hải ngoại anh lo chuyện hải ngoại của anh đi. Bả nó hay comment nói vậy đó, tao để mày lo mày, nước Việt là tao, tạo thiên lập địa là sanh ra nước Việt thời Hùng Vương. Tụi mày mỗi ngày lại tao mà gặp tao tụi mày chửi. Đúng là cái đám con cháu vô mình. Sư phụ cho con hỏi bài câu hỏi. Hỏi đi. Hồi nãy sư phụ nói là lấy tình thương xóa bỏ hận thù, con đồng ý với đó sư phụ. Nhưng mà mình làm sao trả lời cho những người nạn nhân đã bị hại? Con cho cái thí dụ cụ thể, mình nói thí dụ như Bắc Trọng hiện bây giờ đang tìm cách để mà túm cổ Lê Thanh Hải, để mà lôi kéo tới Nguyễn Tấn Dũng, đi theo cái nguồn máy của bà Trương Mỹ Lan, đúng không? Mình nói thí dụ như vậy đi, thì dĩ nhiên cái phe miền Nam ai mà không biết Bắc Dũng với Bắc Trọng là nước với lửa, đúng không? Bắc với Nam. Nam không có đủ tư cách, không có đủ để làm chức trưởng, tổng bí thư, chủ tịch nước,
mấy thằng nam tụi mày là mấy thằng đầy tớ đại khái vậy. Thì mình nói vậy đi, ví dụ như vậy cụ thể không, thì làm sao sau này bác Dũng và bác Trọng, bác Trọng dĩ nhiên sắp sửa hồi mấy clip cũ á, thì Hữu nói là bác Trọng đã chết rồi đó, đã chết trên đường chính trị đó, cho nên hôm nay Tô Lâm mới lộng hành đó, là ý ở Hữu nói vậy đó. Thì Hữu nói đúng, sau cái clip đó tới ngày hôm nay bác Trọng đâu còn ẹ được, tại trên nó là chưa có chịu cái hồn về thôi, nhưng mà không còn ảnh hưởng gì hết. Thì lúc đó mà hai anh em á, Huệ với Thưởng mới bị rớt. Làm sao mà thằng Nghị, là con Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Nghị, làm sao mà ngồi ăn cơm chung dinner với thằng con của thằng Trường là con của Nguyễn Phú Trọng được. Nhưng mà ở giữa cái sự vụ ngồi hai bên, hai thằng mày cứ ăn đi thì sẽ được. Là tự gì nếu mà đấu qua đấu lại hoài, cái hồ cũng nhức đầu lắm á. Hai thằng mày có nhiêu tiền đem ra làm giàu đi, lo làm giàu á, lo chạy xe Rolls Royce đi, thù cái gì nữa. Tại vì họ không có hiểu tâm linh, họ không có biết cái xác phàm là vô thường. Trong mắt sư phụ tất cả chúng ta là những người đóng kịch, những cái xác phàm vô thường 100 năm rất là lẹ. Sống vô thường, chết như chuột mèo cho xong vậy đó. Cho nên phải có một người sau này sư phụ mở cái tiệc ra giống My Logo vậy đó. Hey, mấy anh con ông cháu cha tụi mày vô đây ăn cơm tao, tụi mày tiên thệ một cái, tao cho tụi mày ra làm ăn thoải mái, đóng thuế 30% cá nhân thôi. Tụi mày từ nay sao quên nha, ba mày là Nguyễn Tấn Dũng, ba mày là Nguyễn Phú Trọng, who care. Hôm nay tao ở Mỹ tao về, tao tính từ nay thôi. Nó có huệ nhau không? Còn mình nói Phạm Nhật Dưỡng, hey, mày là cái cối xây tiền cho mấy thằng hối lộ phải không? Tao cho mày xây luôn. Vinh Na Phát của mày sẽ không bao giờ thành công ngày đó, mình đã nói rồi hôm nay nữa. Nhưng mà tao sẽ có cách thành công, là về chiếc Tesla, đầu tiên Elon Musk đó, nó quay cho Hữu, nó thiếu cho Hữu 600.000, cho nên nó còn một món nợ với Hữu ở cái đời này. Cơ trời đi rất là hay, cho những người này quen biết những người kia, rồi để tạo những cái connection, tức là cái sự liên hệ, để mà sau này gà điện nước Việt thành cường quá. Sau này mình đâu biết Tech Vina rồi sao, tức là Tech La Vina thì nó thành công thôi, nó dựa vô thôi, rồi thằng kia có chút xíu kỹ thuật rồi ăn bản quyền chút thôi. Thì nó có nhiều cách để mà đưa nước Việt lên phát triển. Tech Vina, Vina Phát phải không, thằng kia là Tech La đúng không, hoặc là mình để Alan Vượng, tức là Alan Mất Vượng, hoặc là Đại Khái. Chủ có nhiều chiêu lắm, mấy con cứ yên tâm, thằng nào cũng là quen với Phụng mà. Chỉ có thằng Vượng nó giàu quá, nó chơi với Phụng nghèo, nó không có chơi. Chủ của hàng triệu phú của Mỹ, tỷ phú của Mỹ, nhưng mà nó cũng chơi với Phụng nghèo, tại nó nhiều tiền hơn, cho nên chưa gặp nó. Chứ Alan Mất còn mắc nợ cho Phụng, thời nó còn nghèo lắm, nó còn ngủ ở trong hãng đó, Freeman mà. Hãng thụ sát bên, tới có ngày thụ nói, ê, mày mà không trả tao 600.000, tao không có giao đồ cho mày. Tại lúc đó hãng thụ chuyên môn chạy đồ cho Tesla. Hỏi gì nữa không? Dạ, điều thứ hai là sư phụ, bây giờ con thấy trong lòng dân ở trong nước người ta rất là không tin tưởng chế độ và cũng rất là nhiều oán hận, vì họ đã mất rất nhiều. Thì nếu như sư phụ về thì làm sao để ổn định thì 5 năm nay nếu không có sự lên mạng nói chuyện, lòng dân hôm nay đứng lên lật đổ chế độ rồi, thì lòng dân đã ổn định rồi. Có tiếng nói sự ngày mà về nước Việt thì họ càng yên tâm nữa. Nhưng mà nên nhớ lúc đó một cái thế cờ thay đổi rất là cực kỳ mầu nhiệm. Vì ông Trump là một cái võ tướng đi tiền phong rồi. Nước Việt mình chả là cái gì hết. Nước Việt mình cũng là một xuồng con, không có cái dầm, cũng chẳng có máy tu tôm nữa. Thằng Trung Cộng đó là thằng đáng gườm á. Nước Việt nó chỉ chạy theo chiều gió thôi. Hôm nay giống như mình nói, nó dựa vào Trung Cộng, nhưng mà Trung Cộng sẽ đổ chứ năm sẽ bảy mà. Cơ trời đi là vậy mà. Bây giờ đâu còn dựa vào Liên Xô nữa. Nước Việt bây giờ mà khôn á,
dồn quân hết về miền Tây để mà thiên hạ thủ với cường. Lúc mà biến loạn á, chuyện đã xong rồi thì nó là cái hậu vận trong tương lai. Và đồng thời á, cái hoàng sa của mình ở ngay gần Đà Nẵng chạy ra đó, lúc nó Trung Cộng nó biến loạn đó, mình ra mình đuổi nó, mình lấy lại. Si Sa có trở về Si Sa. Ngày xưa thời Sư Phụ là đại đế Khmer đó, thì như Angkor Wat nè, những cái mộ của Sư Phụ còn nằm ở bên nước Miên á, cho nên những vị thần đó đã đồng ý trả nước Miên lại cho cố chủ rồi. Nhưng mà về mặt đời thì hiện giờ con Hun Sen đúng không? Nhưng mà về mặt đời mình cũng phải thích ứng mặt đời, có nghĩa là quân đội á, mình không có đánh được với Tàu, tại vũ khí mình vũ khí cũ. Nhưng mà mình phun nước miếng, con Hun Sen cũng chết á. Thì sẵn vậy đi, rồi đến lúc mà thế giới nó chiến tranh thứ ba á, nó lộn xộn á, thì mình cũng xong chuyện rồi, ở bên này thù vuốt 100 cái. Thảo mà không lấy nó đó hả? Sau này Trung Cộng cũng dùng nó đi cái đường đó, đi nó lấy lợi Biển Đông của mình á, nó lấy Hoàng Sa rồi nó trở lại cái lưỡi bò lại sao? Mình phải dùng chuyện lớn để mình nói cho Mỹ nó sợ, phải không? Chỗ cái đường đó mà đi Tàu Hải Quân nó xuống thì lưỡi bò của mình lần này mình khó đánh nữa, và lúc đó vũ khí nó lợi hại nữa, cái Mỹ nó quản hồn. Ô vậy mày đúng á, tao mắt nhắm mắt mở cho mày làm việc nghe. Sư Phụ là nhà thương mại, nhưng mà Sư Phụ cũng là nhà quân sự lỗi lạc. Sư Phụ nhìn biết cái thế cờ phải đánh, cho nên ngày đầu tiên mà Do Thái đánh Hamas, Sư Phụ là thủ tướng Netanyahu cũng làm y như ổng. Kỳ này là cho mày tận gốc luôn, tại vì chừa một thằng á, mà chùm khăn á, thì nó sẽ kéo nguyên cái khối của chùm khăn, sau này là nước Do Thái khó sống lắm. Còn cái thằng Hamas bữa mà nó đánh ngày 7 tháng 10 á, là gì? Nó bị Trung Cộng xúi, tại Trung Cộng muốn đẩy lửa xúi để mà Trung Cộng hướng lợi, để mà cho Mỹ á, chia cái thế lực yếu lại để bởi nó đánh Biển Đông. Chứ giờ nó cũng ham đánh Đài Loan lắm, mà nó sợ là nó đánh thua đó. Nhưng mà sớm muộn nó cũng sẽ đánh, nó không đánh dân nó cũng nổi loạn. Cho nên đó là do thằng Tàu nó xúi. Bữa họp ông Trump ông cũng nói vậy mà. Ông nói sớm hay muộn gì ổng mà lên á, ổng đầu tiên là ổng xử Tập Cận Bình trước. Xử Tập Cận Bình, ổng không cần xử Nguyễn. Nguyễn chỉ là thằng khùng thôi, chỉ là giống như đi hù dọa vậy đó. Thằng Nguyễn nó cũng giống như thằng Hun Sen vậy đó, nghe lời Trung Cộng thôi. Ông Trump ổng không có đánh mấy cái gâu ria hay là đánh cái đuôi, ổng là ổng đập cái đầu không à, hoặc ổng chọt mắt không à. Sư phụ cũng là dạng vậy. Đánh là đánh đầu cho chứ không có đánh cái đuôi. Còn Biden á thì thấy cái đầu ngầu quá sợ, cứ vuốt vuốt cái đuôi. Biden thuộc vuốt đuôi. Với ăn hối lộ của Trung Cộng nhiều rồi, sợ Trung Cộng mà nó tố á, thì chết, cũng là cá nhân. Cho nên Biden không có làm ăn gì hết. Cho nên cứ nương nương không giữ quýnh Trung Cộng là vậy. Thưa sư phụ, còn câu hỏi nữa là năm 2000 thì mình đã bị cái Covid-19 rồi. Do Trung Cộng làm nhưng mà mình chưa có được chứ. Bây giờ nếu như thế chiến thứ ba xảy ra thì Trung Cộng có thể chế ra một cái bài rút này nữa không? Và nếu như có thì mình làm sao mình cứu cho tất cả? Cái bằng chứng mà bên Trung Cộng nó chết mấy chục triệu người, mà nó chết có mấy trăm nghìn người là nó láo. Con virus đó là do một cái thế lực gọi là trong năm thứ mà Sư Phụ nói là thế lực tiền bạc, ở trong đó có Bill Gates đó. Một thằng chế, một thằng bán thuốc á, gọi là năm trèo á. Bill Gates là năm trèo nghe. Trong tương lai nó sẽ không có chế được. Tại khi cái gì mình làm đột xuất thôi. Còn bây giờ thế giới biết rồi, mày có chế mày ở bển. Ngày xưa ông Trump cũng đúng, ông không cho máy bay của Trung Cộng vô. Nhưng mà Biden mà cái đảng Dân Chủ nó cho vô thì nước Mỹ bị lây. Thì coi như cái nạn bệnh tật nó không còn nữa. Theo cơ trời nói, chỉ là cái nạn thiên tai thì cũng sẽ giảm bớt. Sau khi trận lũ lụt của Dubai, và Dubai là bên Trung Đông á, cũng hết. Bây giờ chỉ còn là chiến tranh, tại nó đi cùng một lúc. Họ thường thường nói cái ác nó đi một lúc, thiên tai cũng một lúc. Cái gì nó cũng một lượt hết. Cứ ngồi phân tách lại thế giới thời cuộc đi.
Và sau này thắng thì làm vua, thua thì làm gì? Thua thì làm giặc. Khi đã làm giặc rồi thì sẽ bị gì? Tao đưa một đống giống như kiểu hồi xưa mà bên nhà Thanh á, mà nó đè tay xuống rồi nó đè nó ký rồi chém đầu á. Mày chế Covid phải không? Ok, rồi tất cả những người bị Covid trên thế giới thưa Trung Cộng qua Liên Hợp Quốc, Mỹ đóng tem cái găm. Lúc đó Liên Hợp Quốc nó không có giống giờ, nó nghe nó yếu rồi, Trung Cộng yếu rồi, nó không có thế lực chổng. Ok, mày thường mỗi một gia đình 200 nghìn. Đời cháu cố của Tập Cận Bình á, cũng phải nghèo để thường ra nữa. Hợp pháp mà, đúng không? Thắng thôi, bây giờ nó chưa có thua. Thì nó còn cứng họng, nhưng mà Mỹ nó có hồ sơ hết. Thằng tỷ phú chết, thường theo giá của tỷ phú. Thằng Homeless chết, thường theo giá Homeless. Cái giá tệ nhất của thằng Homeless là cũng vài trăm nghìn đô. Nó Homeless nó sung sướng. À, mà mày làm con vít tao bị chết, thì là mà lấy cái mạng của tao, giờ mày thường 300 nghìn. Thằng tỷ phú nó đòi thường 3 tỷ. Tại vì tài sản của tao cả 10 tỷ mà tao không có xài được. Tao bị chết bởi con Covid Vũ Hán của mày á. Thì mày phải thường. Cho nên cả thế giới sau này sẽ bắt Trung Cộng thường. Sư phụ, vừa rồi không có... Ở Úc nó có một cái phim là kể đến những ngày những người thiền nhân đó, sư phụ. Thì câu hỏi con xin hỏi là về luật nhân quả của luân hồi, thì gây ra những cái nạn như vậy họ có chịu nhân quả luân hồi hay không? Cái thứ hai đó là những nạn nhân mà đã chết họ có được siêu sanh hay không? Thiền nhân mình nói về thiền nhân ở dưới Nam Cali có con nhỏ Thanh Tâm á, nó cũng là chánh nghĩa, nó làm cái bộ phim thiền nhân nó gắn coi. Ở trên những cái mạng YouTube, những truyền thông không còn bao nhiêu người chánh nghĩa đâu. Con nhỏ đó là Bitty nè, rồi Lan Chi nè. Còn mấy cái tào lao kia đó, con thấy nổi tiếng nhưng mà nó chưa chắc nó là chánh nghĩa. Nó có thể chánh nghĩa 50 thôi, còn 50 nó chánh tiền đấy. Còn những người chánh nghĩa thật sự, thụ nhìn thấy trên mạng truyền thông không còn bao nhiêu. Phải coi kỹ. Thì nói cái này có nhiều người sẽ hiểu. Vụ thiền nhân tị nạn là cũng do bề trên sắp đặt. Mình chết phân nửa dưới lòng đại dương mấy triệu người. Những cái vong linh đó họ đã siêu lâu rồi, họ đã được đầu thai và đã siêu rồi. Cái biển không, hồi xưa mình ra biển á, là mình nghe ma nó kêu, nó gên, nó xiết khủng khiếp. Cái ông rồng mà cổng Phật Bà Quan Âm á, là hiện giờ đang phò cho phụ. Hồi xưa ông ở núi, ở bên ngoài đó, thì có cái hình đó là thật á, Bình Long. Hiện giờ ông theo phò thiên tử. Còn những cái người mà làm đó cũng giống như thời 78 là bán chính thức người Hoa, họ Trần nhớ, họ La, họ này họ kia mà được đi, họ chỉ có Hồ Nguyễn là không được đi á. Thì Việt Cộng nó bảy cái dạng người thì đưa cho chủ tàu phân nửa, chính phủ phân nửa thì bước xuống tàu đi, nhưng mà phải người Hoa. Chiếc tàu đúng ra chứa được 200 người vậy mà nó tham sao lên tới 300 thì khẩm mà gặp gió gặp giông nữa, đi một đoàn ra 10 chiếc, vừa ra khỏi tới Hòn Tre thôi, thì thường xưa tôi bữa gạch giá, vừa ra khỏi Hòn Tre chưa tới Phú Quốc nữa thì là chìm muốn hết rồi á, chết á, cũng tội nghiệp. Khi mà mỗi nguồn máy của thiên ma nó xuống quả địa cầu á, nó chỉ có giết người với tàn ác thôi. Thì những cái người mà không có phước ở cái thời Thượng Quân Thánh Đức là giống vậy, chết. Cũng giống như bữa chú Hồ thấy ở Hamas mà Do Thái nó tấn công chết nhiều á, Hồ cũng đau lòng. Thì bề trên mới nói là vì những tiền kiếp họ cũng có tạo nghiệp, cho nên họ đầu thai vô cái lãnh thổ Palestine Hamas để họ chờ để mà chết. Có những người chờ chết nha, để mà xả cái nghiệp. Cũng giống bây giờ có một ông thầy BD mà rất là nổi tiếng của nước Việt, thầy giả mà cả nước Việt ai cũng tôn sùng, thủ biết luôn cốt kích và biết cái công thức. Thì hôm mới tâu gì với bề trên với chư Phật, sao có những hiện tượng như vậy xảy ra?
Món lần sư phụ đi Houston giảng pháp, sư phụ ngồi kế đống phân bò, còn ổng á thì có cả chục nghìn người dành chụp hình, người ngồi máy lạnh đồ này nọ, đó là giả mạo. Vậy mà tại sao đông người lại chạy theo vậy? Một thiên tử, một vị Phật, con của cha là Phật, sư phụ trên là Bồ Tát, kiếp trước sư phụ là Chúa Giêsu, đời đời kiếp kiếp chỉ có làm có lợi lạc cho nhân sinh ở quả địa cầu này, mà tại sao như vậy? Thì mấy vị mới giải thích, vậy mới gọi là 10 chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Chỉ có một hai đứa đệ tử thôi là thù đã thành công rồi. Hôm nay ngồi đây cả trăm người thì quá thành công rồi. Còn cả chục nghìn người mà chạy theo những cái đám náo nhiệt mà vui đó là vì cái tâm của họ không có chánh kiến, thứ nhất, u mê, thứ ba là gì? Họ có cái nghiệp rất là nặng, cho nên họ không có phước để mà ra Thiên Long Giang ngồi kế bên phân cái đống phân bò để mà nghe sư phụ nói chuyện, nghe được cái điển thanh của sư phụ. Thì họ chạy theo ma quỷ là vì họ không có đủ phước. Mấy vị nói vậy thôi, thế gian nó phải có những cái người xuống để mà khảo tội cho những cái người đó, để cho khi họ bỏ cái xác phàm của đời này thì đời sau của họ đó, lúc đó bắt đầu mới có chánh kiến. Không phải một đời người mà gặp được thiên tử đâu. Người gặp được thiên tử là có đại đại phước. Đó là câu giải thích của bề trên. Họ không có đủ phước, họ phải xả một cái một kiếp này, nên là họ chạy theo ma tăng. Sư phụ là con hết lòng tin tưởng là sư phụ, bởi vì trong kinh Phật có nói là sau này nếu có một đệ tử tại gia giảng nói kinh pháp của Đức Phật thì các ngươi phải đến để lắng nghe và tôn thờ như vị thần nữa. Thì hôm nay sư phụ cũng như vậy. Điều thứ hai nữa là sư Phật là một vị Bồ Tát, tất cả những phương tiện sư phụ độ sanh đều là chỉ là những phương tiện, có khi việc này có khi việc kia, bởi vì chúng sanh chúng con còn quá cố chấp nên không biết thôi. Thì mong sư phụ thông cảm bỏ qua cho tất cả chúng con. Cảm ơn sư phụ. Trong kinh Phật có nói đệ tử của chúng ta sau này sẽ theo âm thanh, thanh và màu sắc nhiều. Và nhưng có một đệ tử tại gia, nhưng mà người này là đệ tử thật của ta, sẽ độ muôn trùng chúng sanh. Sư phụ đã được huấn luyện bởi các vị, và các vị là người ấn định cho sư phụ hạ phàm. Bởi vì thời mạt pháp này nó có mấy triệu áo vàng rồi, bây giờ sư phụ mặc áo vàng nữa thì dĩ nhiên được lòng hết mấy đệ tử hồi thiên, đúng không? Nhưng mà ngược lại nó dư một người cũng vậy thôi, cũng tam đại tạng kinh xào tới xào lui, nó không có cái gì gọi là mới. Những gì thầy trước khi mà lên này nói chuyện đó, họ cũng phải làm bài rồi nói theo những cái đề tài nào, rồi nói những cái lời nhẹ nhàng từ bi. Còn sư phụ là chụp microphone là mấy đứa quay là mấy tiếng, nói bằng cái lòng chân thành những cái kinh nghiệm trong đời mình, để sau này là một cuốn kinh sống. Thiên Tấn Kiệt này là một cuốn kinh sống, tất cả mọi hành động, mọi lời, mọi chữ sau này nhân loại sẽ kết lại. Thì Phật Thích Ca có nói, nhưng mà có bao nhiêu người đã hiểu? Đệ tử này cũng là thâm, cao thâm, giỏi. Không có thể nào giả được, giả không có thể lập đạo, giả không có thể buông vật chất thế gian mà đi lập cái Thiên Long Sơn này được. Đúng. Không thể làm được, bởi vì một cái đường núi mà từ cái lối xây dựng kiến trúc theo cách nhìn từ các phương hướng không thể làm, không phải là một chuyện đơn giản. Con không phải nói cho một lời, nhưng mà con nhìn con thấy con biết không thể làm được từng tiếp một. Nó rất là tất cả những cái tượng không phải là tượng mấy vị là hiện hữu. Dạ. Cũng với mấy ngày Bắc Phương ngày cũng là thiệt. Ngày Tây, ngày Nam, mấy vị là thiệt hết. Sư phụ nói chuyện thường xuyên mà, nhất là tổ cũng là thiệt. Tượng chỉ là tượng trưng thôi, nhưng mấy vị điển ở đây, mấy vị
sư phụ cần cái gì đó, ngồi đó mấy vị hiện về nói chuyện. Sư phụ có sự liên lạc rất là chặt chẽ với các chư vị ở đây, những cái tượng. Rồi mấy vị cho sư phụ nói cái gì để độ chúng sanh thì do mấy ngày bên đó, ngày trận đạo, mấy ngày lên việc hay ngày mới ông trực, gọi là hồn thì trong núi. Rồi chị sư phụ là ngồi đây, chị sư phụ là người chị thứ hai. Rồi sư phụ sợ chị hơn sợ cha nữa, tại chị lớn mà. Sư phụ ở trên trời là một một đứa nhỏ khoảng gần 10 tuổi, một thiên tử nhỏ tuổi lắm. Những người thầy Tây Tạng mà ngồi nhập định đó, thì cái chân linh sư phụ bước ra mặc áo long bào đó, rất là đẹp trai, nó không phải là cái sắc phàm này. Pháp phàm này năm mấy tuổi nhưng mà người trời trẻ lắm, nhỏ tuổi lắm, cho nên cũng còn chút xíu vui vui đời. Đâu có sao? Vui đó là chân lý, mà chân lý thì có đời có đạo. Có đời có đạo thì bài Kính Thiền có nói đó là sứ mệnh đạo đời dương gian, cái vụ mà không làm vua nước Việt thì ai làm? Rồi chẳng lẽ kinh điển của Đức Thầy không đúng trở thành tiểu thuyết sao? Chẳng lẽ kinh điển của Lưu Bá Ôn cũng không đúng sao? Người nào lập đạo người đó là vua, phong thánh Di Lạc làm vua mà. Sư phụ là Di Lạc số 2, làm cho thế giới này an cư lạc nghiệp. Rồi lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai. Chỉ có làm vua mới lo cho cơ đạo ngày mai. Thì trong tương lai khắp thế giới sẽ có những cái trường đại học Thiên Tâm, Thiên Việt. Thiên Việt là giống như trường West Point của Mỹ vậy đó, giống như trường Sĩ Quan Đà Lạt hay trường Thủ Đức. Còn trường Thiên Tâm thì cũng giống như Tòa Thánh Vatican vậy đó, để đào tạo những người tu ra, để mà giáo lý cho cái thế gian này, cả người Mỹ, người Việt, người Âu Châu. Thì bây giờ đạo Thiên Tâm chúng ta đã loan truyền qua tới bên Africa, tới bên Nam Mỹ rồi. Tại vì có những đệ tử đi qua bển đem dấu Thiên Tâm đi loan rộng ra tới bên đó. Rồi bữa đi bên Florida, vụ có một đệ tử Peru phải không? Thầy vụ dễ tay rồi cho dấu Thiên Tâm thì nó cũng sẽ truyền đạo qua bên đó. Mà nó nói tiếng Mỹ, đệ tử nói tiếng Mỹ, nhưng mà ngồi gần cho phụ á, nó cứ khóc hoài. Tự nó cũng có cái điểm, nó cũng có sức mạnh. Những người nào mà có cái điểm ngồi gần cho phụ á, họ cảm xúc dữ lắm. Họ đi chỗ nào cũng vậy. Những người mà gọi là có cái linh căn á, thì họ gặp sư phụ mừng lắm, nhảy đạch đạch nhiều lắm. Từ xưa giờ mấy đứa trên núi này chứng minh rất là nhiều, cho nên sư phụ là thiên tử thật. Sư phụ có 7 dòng hào quang, khác hơn mấy đứa con có một dòng mà được sáng cũng khó nữa. Đứa nào không chịu đọc kinh đen như mỏm cho mực, tối tối xám xám. Còn đứa nào đọc kinh thì nó sáng lên chút, rồi một dòng là dữ. Sư phụ có 7 dòng mà trong kinh Phật với những cái kinh điển, ai có 7 dòng lại gì biết rồi đó. Mà 7 dòng của sư phụ lúc nào cũng sáng, tại vì ngày nào sư phụ cũng dạy đệ tử 5 giờ sáng thức với sư phụ để ngồi thiền, để mà cho cái tâm nó thông. Thì đứa nào chưa tên sư phụ trong cái giờ đó thì sư phụ bay tới gõ đầu chơi vậy đó. Sư thuộc dạng chiết thân chứ không phải thuộc dạng như người thường mà không có chiếc thân được, thù chiếc thân đi được. Con cũng biết, bởi vì con đã có nhiều lần cảm ứng từ sư phụ rất nhiều. Có hả? Dạ có, 6 lần cảm ứng nhiều lắm rồi. Dạ, nhưng mà bởi vì con lớn tuổi là con không có đủ tài trí để mà ở bên cạnh giúp đỡ sư phụ. Con xin lỗi. Có mấy nữ ninja này được rồi. Thấy sư phụ ngồi vậy á, mà thí dụ như cộng sản nó gửi thằng lên đây mà ám sát sư phụ, mấy nữ ninja này sẽ đứng ra làm bia đỡ đạn liền. Đứa nào giơ tay lên, ồ Hằng nghe, Mai Thảo nữa, trời ơi, Bích Kỳ nữa. Cái này mình không phải nói đùa đâu, nó là thật. Thù có 7 dòng hậu hoàng.
ở thời nay thù lạ hơn 8 tỷ người là thật. Thù nói những lời của từ trong trái tim nói ra. Những cái kiến thức thù có trên mạng năm nay là do thiên tử, do các chi vị dạy dỗ về quân sự, về quân đội á, thì mấy ngày kia dạy chiến lược. Còn về làm đạo á, từ bi Phật pháp thì do mấy vị Phật dạy. Cho nên thù có rất là nhiều sư phụ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đang đứng đó, và Hoàng Nhân Nhân Tông, Đức Thầy lại dạy nhiều nhất, rồi Phật Thích Ca. Thù tiếp xúc tất cả các chi vị. Mà người thế gian mà được tiếp xúc với mấy chi vị như vậy đâu phải là bình thường. Chỉ có một cái là người không có nghiên cứu và không có nằm trong cái lĩnh vực này, họ cứ cơm gạo áo tiền của hành của tỏi, họ không có nghiên cứu, họ cứ nghĩ là họ học xong đại học rồi họ kỹ sư hay là họ bác sĩ là họ đã hơn nhiều người. Đúng, họ hơn nhiều người của cái thế gian với cái đồng lương của họ thôi, với cái tài sản thôi. Nhưng mà đối thủ họ cũng là một chúng sanh rất là khô khan, một cái cây không có nước. Tôi từng có một người bạn, giàu cho luật sư hay là nha sĩ, cũng vẫn sợ ma như thường. Người họ thiên chúng ta không có sợ ma, tại vì giỏi về thế gian là một chuyện, nhưng mà không có nghiên cứu về xuất thế gian á là cũng rất là bình thường thôi, không? Nên những người biết tu tập là những người đã bước vào một cái thế giới khác, là sắp sửa về trời. Còn những người mà giàu cho luật sư bác sĩ mà không có hiểu về xuất thế gian, không có hiểu về tâm linh, thì họ cũng vẫn lẩn quẩn trong cái quả địa cầu này thôi. Nhưng mà tôi đã thường nói rồi, giàu cho có giàu có cỡ nào đi nữa, tỷ phú cũng phải mang bệnh cũng chết thôi à. Rồi cũng không có mang theo được một đồng nào xuống đáy mồ. Rồi họ cứ nghĩ là cả một cuộc đời giống như ta lần mòn leo mãi, không qua được vách đá sậu của cái bài của ông đó. Thì họ cũng vẫn tái sanh trở lại làm người, nếu họ là người tốt. Còn nếu mà họ không người tốt, họ có tiền họ làm không đúng, họ cũng tái sanh làm thú. Họ đâu phải giàu có đời đời hoài đâu. Kiếp này con đi cúng dường, họ bác con trai cúng dường có công đức, kiếp sau con được giàu có, nhưng mà chỉ hưởng một đời thôi. Một đời đâu có nghĩa là gì. Xuống trần thế gian này chớp mắt, ở trên kia nó không đầy nữa ngọn gió còn nữa, là thù đã năm mấy tuổi rồi. Xuống trần ở trên người ở trên trời gọi là không có thế gian, ở cõi Đại La Thiên, chỗ của sư phụ ở, của cha với mẹ. Cái người thật sự thiên tử vẫn còn ở trên đó. Một cái chiếc thân nhỏ của sư phụ thôi đã đầu thai thành một người này rồi. Mấy vị nói không có nửa con gió thoảng thôi là ngài đã năm mấy tuổi rồi. Những ngày đầu tiên sư phụ sanh ra đời, những vị rồng tới ngày hôm nay vẫn còn bên cạnh sư phụ. Là cái ông thợ mộc là cha của sát phạm á, cứ nằm ngủ cứ thấy rồng bay đậy nhà hoài. Thì bữa mấy vị có nói là khi sư phụ đã chào đời là đã phi thường, thì những vị rồng và những vị bồ tát xuống để mà hộ thể cho tới ngày hôm nay, thì nó mới có những hiện tượng đó. Cơ thể sư phụ nó không có giống như cơ thể của người thường từ ngày đầu. Nếu không về hỏi thì sư phụ mắt sư phụ nhìn thấy tùm lum trên trời á. Rồi sư phụ thông minh là những đứa hàng xóm ở dưới quê đi ở trong ruộng rồi đi bắt dế cá hia thì nó phải qua những cái nhà cầu kiểu mà miền quê em dơ, mà sư phụ chịu quá nổi cái đó, đi là phải bịt lỗ mũi đứng xe. Còn ở dưới quê mình nghèo mà cái áo của sư phụ là mỗi ngày là sư phụ giàu cho không có đủ áo mặc cũng phải giặt rồi phơi. Cái lưng của sư phụ một hạt cát nhỏ nó cộm sư phụ ngủ không được. Cái kiểu cách của nó, bởi vì nhà nó hằng nãy giống như ông vua, vua con vậy. Sau này mình mới biết là mình đã từng làm vua. Thì từ nhỏ nó có những cái bản tánh đó, và thông minh thì hơn nhiều người. Rồi ở xóm này đi bắn ná xóm kia bằng mấy cục đất, nó dò lại rồi dây thun bắn á. Cái hủ nách tụi mày mắc mới rồi mà phải bắn qua bắn lại. Mày muốn ghen á, tao làm cho mày cây ná bự. Cái hủ chế cho nó cây ná bự vậy nè, dò cục đất bự vậy nè, phải không? Rồi cắm với cái lỗ kẻ vậy, giống cái đại liên vậy đó. Bắn một cái là mấy thằng kia chúng mà nó chạy,
mà lựa cái thằng nào chị là chỉ huy bắn thằng đó một cái là cái đám chạy thôi. Rồi thí dụ dĩa cho nó lấy mấy cái giấy cạch tông á làm như thun chừa hai mắt đó thôi, nó có trúng mặt cũng không có đau á. Trời, quân đội thí dụ thời bắn ná là đã khác hơn quân đội thường rồi, nên vì siêu rồi, cho nên đi tới xóm nào là chiếm thành đoạt tướng của xóm đó, vô hái hết ổi của nhà mày luôn rồi. Thì từ nhỏ đã là như vậy, leader mà. Đi vô đi học trường trung học ở đây, chú Hộ là giống như phó hệ trưởng của viện miệt lúc 700 đứa học sinh. Thì ông thầy á, ổng cứ giao cái gì thì Hộ hoàn thành rất là mỹ mãn. Có nghĩa là ok, ngày mai bắt đầu mình tổ chức Tết của Việt Nam đấy. Ok, đứa này đóng vai Hồ Nhộng Phun nha. Đứa này đóng vai này đây kia, đứa này cá này kia. Thôi là người sắp xếp chương trình. Đứa này đọc sớ táo quân nha. Đó. Thôi giỏi mấy cái sắp xếp đó. Họ đi học. Lúc đó mười mấy tuổi chứ nhiêu. Rồi cái chú thấy mấy con mễ, như mấy Mỹ Đen ăn hiếp mấy đứa con gái Việt Nam này đi học về á, nó hay chọc thì nó hay giật cái tập cho gớt. Mình đi nạn qua mà. Rồi thêm một cái nạn của người mình đó là mấy cái đứa mà nó qua 75 thì nó qua trước năm 10 năm thì nó biết nói tiếng Mỹ, cha mẹ nó thì giàu rồi. Rồi mấy đứa mới qua sau thì ăn qua phe thì lãnh mấy cái food stamp với mấy cái ngân phiếu thì đi vô trong trường đi học, ăn lên đó thì cũng là ăn free, thì đứa kia thì nó trả tiền một đồng thì nó nghĩ là nó giàu. Thì giữa người mình đã có sự kỳ thị thời đó. Rồi chú Hùng mới lập ra cái đội banh gọi là Vietnamese, mang cờ vàng ba sọc đỏ vậy nè, cái áo hình giờ cũng còn nó đẹp này. Gọi là trị an nó 513 câu có nói đó, là mấy thằng mễ mấy Mỹ Đen nó nhờ nó thấy cái mấy cái thằng đá banh này của thằng Kiệt là nó chạy, nó không có dám ăn hiếp người Việt nè. Cho nên cái thành phố này từ thời đó đó được mà thụ trị mấy thằng mễ thời đó ở chung với tụi nó, chung với khu apartment ở đường Center Centy thì cái máu anh hùng nó có. Đến cái thời mà Hoàng Cơ Minh bộc phát lên, xưa là người quải cái bịch cái thùng, thấy không, để cổ này đứng trước mấy cái chợ này chợ kia đi xin tiền cho ổng để kháng chiến. Cái đầu ví dụ có cái đầu óc thương người Việt này, là không ai muốn ai hiếp người Việt mình này, là từ thời đó. Cho nên bây giờ mấy cái phở quà mà của con cháu Hoàng Cơ Minh hôm nay, cái đảng mà Việt Tân là của là Hoàng Cơ Minh đó, tụi mày phải đãi tao ăn miễn phí suốt đời mới đúng, công sức của tao xin tiền cho mày để cho mày đi giết người của mình ở trong rừng Thái Lan á. Tụi nó ác lắm. Nó chỉ là thâu tiền gây quỷ thôi chứ nó đâu có phải là thiệt đâu. Bữa hôm lên đây họp với hụ này, hụ chửi vô chặt. Thời xưa đó, đó là thời năm 82, 83 đó, lớn lên vùng này mà. Ok, nãy giờ được bao lâu rồi? Clip 2 tiếng 15 phút. Ok, hôm nay kết thúc cái clip để ăn cơm, đó là chuyến đi Malago gặp 134 tiếng đồng hồ, ngồi cách ổng có cái bàn thôi. Thì trong đó rất là thành công mỹ mãn. Sẽ có cái hình của ổng gửi về, bữa ổng chụp chung thì cỡ từng hay từng sẽ gửi về hỗ trợ mấy con bỏ lên mạng. Đồng thời để cho mấy đứa họ thiên đừng nói thụ đi chơi, thụ không có đi chơi, chơi nhưng mà thiệt không á, không có rảnh nào đi chơi, không phải bỏ núi bỏ mấy đứa con nào, đừng có hiểu lầm. Nhưng mà trong những cái ngày rảnh thì thầy trò cũng phải là bình thường đi chơi phải không. Rồi cả mấy tháng nay cứ ngủ đâu, đừng ngủ trên giường, ngủ trên trời không à, ngủ trên máy bay là ngủ trên trời, cứ về đây 2-3 ngày dưỡng sức là đi. Cho nên từng xa dù không có ngồi ở đây nữa, đi tiếp. Thì mong tất cả các đệ tử giữ núi đoàn kết vui vẻ. Còn đứa nào mà nó không hiểu thì để từ từ nó sẽ hiểu, nhưng mà lúc nó hiểu là muộn rồi. Mong sư phụ cảm ơn. Không cần cái gì.
Rồi, rồi ai muốn vẽ lên đây đứng đây vẽ cho. Từ nè, cần vẽ. Mở đầu.